Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh cùng các con học sinh thân mến. Tháng 5 đã về, tháng của mùa hè oi ả. Đây cũng là thời điểm kết thúc năm học và các con học sinh chuẩn bị nghỉ hè sau một năm học đầy vất vả. Hôm nay, ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo phối hợp cùng với phụ huynh học sinh và các con tổ chức lễ bế giảng và tri ân cho các bạn năm học 2022-2023. Tôi là Hồ Xuân Lan, thật vinh dự khi được đại diện cho các phụ huynh trong trường phát biểu những suy nghĩ và cảm xúc trong buổi lễ ra trường của các con ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới ban giám hiệu và toàn thể các thầy cô giáo trong nhà trường lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc các bác đại diện cho cha mẹ học sinh các lớp mạnh khỏe. Chúc các con học sinh luôn chăm ngoan và học giỏi. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh cùng các con học sinh thân mến. Chúng tôi là bậc làm cha làm mẹ, sinh con ra, nuôi con khôn lớn, không mong gì hơn là các con được ngoan ngoãn và trưởng thành. Các con học sinh thân mến, các con có biết rằng còn có một người mà tất cả chúng ta phải mang nặng ơn sâu, không thể quên, người đó không sinh ra ta, không cho ta cơm ăn áo mặc, song nhờ người đó dìu dắt mà ta lớn dần lên về trí tuệ, về tâm hồn, sự hiểu biết và giúp ta có những hành trang quan trọng để bước vào đời và làm người có ích. Việc đó, người cha người mẹ sẽ không thể thay thế được. Vâng, đó không ai khác chính là những người thầy, người cô của chúng ta. Kính thưa các thầy cô giáo, là những người cha người mẹ, chúng tôi vẫn thường dạy các con như thế. Chính vì lẽ đó cho nên trong suốt những năm vừa qua, chúng tôi đã gửi gắm những đứa con thân yêu cho các thầy, các cô với tất cả niềm tin và hy vọng. Từ những đứa bé còn non nớt cả về thể chất và tinh thần, chưa có những quy tắc và ý thức kỷ luật. Thế nhưng cho đến nay, sau những năm tháng được nuôi dưỡng, học tập và rèn luyện tại nhà trường, thì con em của chúng tôi đã vững chắc để sẵn sàng cho một chặng đường mới của bậc tiểu học. Có được những thành quả đáng ghi nhận ấy, tất cả đều là nhờ công lao to lớn của nhà trường và các thầy cô đã không ngại khó, ngại khổ và để chăm lo từng bữa ăn đến giấc ngủ được toàn vẹn, luôn quan tâm để tạo ra một môi trường sống, môi trường giáo dục tốt nhất cho các con, đặc biệt là dạy cho các con những kỹ năng sống cần thiết để các phụ huynh chúng tôi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng, yên tâm và gửi gắm con tại nhà trường. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các con học sinh yêu quý, hôm nay trong không khí đầy xúc động này, mong các thầy cô, các cô nhận ở các em học sinh cùng phụ huynh chúng tôi những tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo của trường Amon Kinderke Nam Cường và xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong sự nghiệp chồng người. Chúng tôi, đại diện phụ huynh, xin gửi tới các thầy cô bó hoa tươi thắm. Đó là tấm lòng ân tình của chúng tôi. Ngày hôm nay, cha mẹ học sinh các lớp cũng như đối tác của hệ thống giáo dục trải nghiệm Amon Kinderke cũng có những lẵng hoa tươi thắm gửi đến để chúc mừng nhà trường và các con đã có một năm học thành công rực rỡ. Ngay sau đây, xin mời đại diện phụ huynh các lớp sẽ lên sân khấu để tặng hoa nhà trường. Xin kính mời hội đồng quản trị, ban giám hiệu nhà trường sẽ lên sân khấu để đón nhận những lẵng hoa tươi thắm do quý phụ huynh gửi tặng. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Một lần nữa chúng ta hãy chúc mừng cho những thành công rực rỡ mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Một tràng vỗ tay thật lớn và xin chân thành cảm ơn ạ. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn những sự sẻ chia cũng như những sự đóng góp và đồng hành cùng nhà trường của tất cả các bậc phụ huynh toàn hệ thống. Hy vọng rằng những sự động viên và sẻ chia ấy sẽ làm cho ngôi trường Amon phát triển hơn nữa và mang đến cho các con một môi trường học thật sự hoàn toàn, hoàn thiện về mọi mặt. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn ạ.